Chính xác thì thuốc tẩy có tác dụng gì với tóc của bạn? Làm sáng màu tóc, tẩy tóc luôn là vấn đề của hóa học. Nhiều phụ nữ sử dụng màu tóc để tạo cho họ một cái nhìn mới hơn, tươi tắn hơn, trong khi những người khác chỉ đơn giản là che phủ một số màu xám và chân tóc. Người ta tính rằng hơn mùng 1 tháng 3 phụ nữ trên 18 tuổi thường xuyên nhuộm tóc hoặc nhuộm màu sáng. Hãy nghiên cứu về tẩy tóc qua bài viết dưới đây. Vậy nên, nó hoạt động như thế nào? Thông thường, thuốc tẩy được sử dụng để làm sáng tóc. Nó phản ứng với melanin, phần chịu trách nhiệm tạo ra tông màu trên tóc tự nhiên của bạn trong tóc và loại bỏ màu theo một phản ứng hóa học không thể đảo ngược. Chất tẩy trắng sẽ oxy hóa phân tử melanin. Mặc dù melanin vẫn còn tồn tại, nhưng phân tử bị oxy hóa không màu. Thuốc tẩy tóc có xu hướng để lại màu hơi vàng trên tóc lúc đầu. Màu vàng là màu tự nhiên của keratin, một loại protein cấu trúc trong tóc. Thuốc tẩy cũng phản ứng dễ dàng hơn với sắc tố melanin sẫm màu hơn là với pheomelanin, polymer dài hơn. Vì vậy, một số màu vàng hoặc đỏ có thể vẫn còn sót lại sau khi làm sáng màu. Hydrogen peroxide là một trong những chất làm sáng màu phổ biến nhất được tìm thấy trong màu tóc. Peroxide được sử dụng trong một dung dịch kiềm, làm mở sợi tóc để peroxide phản ứng với melanin. Hydrogen peroxide phản ứng với melanin, phá vỡ liên kết đôi của chúng và loại bỏ khả năng hấp thụ ánh sáng của chúng. Bởi vì pheomelanin ổn định hơn melanin, tóc đang trong quá trình tẩy trắng thường bắt đầu có màu đỏ cam. Ngoài hydrogen peroxide, các sản phẩm tẩy trắng thương mại thường sẽ có muối pesulfate để giúp đẩy nhanh quá trình và chất ổn định để giúp ngăn chặn sự phân hủy của hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide cũng làm suy yếu phức hợp màng tế bào bằng cách oxy hóa các liên kết giữa các tế bào biểu bì, liên kết disulfide trong chất nền vỏ não và các khu vực khác giàu axit amin. Điều này làm cho tóc giòn và yếu. Hydrogen peroxide cũng có thể làm hỏng một loại lipid trên bề mặt của tóc được gọi là 18MA. Kết quả là tóc tẩy cũng sẽ thường xuyên cảm thấy khô. 1. Thuốc tẩy tóc dễ khiến da đầu bị hư hại, không chỉ đơn giản là bỏng rát. Chắc chắn bạn cũng đã từng nghe đến các tình trạng bỏng rát, ngứa ngáy da đầu khi áp dụng quy trình tẩy đúng không? Nhưng thực chất điều này là chưa đủ. Một người đã trải qua giai đoạn này cho rằng, đây quả thực là quy trình dã man đúng nghĩa, tra tấn tóc của bạn hàng giờ đồng hồ. Dưới tác động của chất tẩy tóc, da đầu bạn có thể bỏng rát như bị đốt cháy. Một vài hiện tượng khác kèm theo chính là tình trạng hoa mày, chóng mặt sau khi làm, có thể do tác dụng thuốc tẩy cũng có thể do tâm lý của bạn gây nên. Nhưng dù là lý do nào thì da đầu cũng chịu ảnh hưởng rất lớn trong việc này. 2. Phải tuân thủ quy trình chăm sóc tóc chuẩn mỗi ngày. Sau khi tẩy tóc, chắc chắn sẽ không tránh khỏi tình trạng tóc hư hại một cách nghiêm trọng như tóc yếu, dễ giòn gãy, khô sơ và cực nhạy cảm với môi trường bên ngoài, đặc biệt là sự tấn công từ ánh nắng mặt trời. Và chính vì những điều này đã khiến bạn phải tuân thủ theo chế độ chăm sóc tóc đặc biệt và áp dụng chúng mỗi ngày nếu như bạn không muốn tóc ngày càng trở nên tồi tệ hay xấu đi. Chế độ chăm sóc sẽ tùy theo tình trạng mỗi người như dùng dầu gội dưỡng tóc, dầu xả dành riêng cho tóc tẩy, sử dụng xịt dưỡng tóc chống nắng riêng dành cho tóc, hạn chế tối đa tác động nhiệt, sử dụng tinh dầu dưỡng tóc và vô vàn những điều khác ngốn thêm một đống tiền của nàng. 3. Chuẩn bị tinh thần vì các trường hợp xấu có thể xảy ra khi tẩy tóc. Tẩy tóc đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi những người thợ phải có kinh nghiệm hay ít nhất người thợ phải xem kỹ tình trạng tóc của khách và vạch ra quy trình an toàn. Căn cứ vào chất tóc thì sẽ quyết định thuốc nhuộm tóc có tỷ lệ như thế nào, nồng độ ra sao, khoảng cách giữa các lần tẩy là bao lâu. Như vậy thì sẽ hạn chế được rủi ro khách gặp phải. Tuy nhiên, khó có thể tránh khỏi trường hợp bạn gặp phải thợ không chuyên. Nhiều trường hợp đã mất một mảng tóc sau khi vừa tẩy, thuốc tẩy gây dị ứng da đầu, tóc bị mỏng và rụng thành từng mảng, da đầu bị nhiễm trùng, lở loét, nổi mụn và có thể ảnh hưởng đến khu vực mặt của bạn. Khi đã tẩy thì việc phục hồi tóc sau khi tẩy là điều rất khó khăn. Điều này chưa kể đến tình trạng tóc đã bị tổn hại nặng nề và khó có thể cứu chữa. Vậy nên hãy cân nhắc thật kỹ trước khi tẩy nàng nhé. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé.